2. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Buddha, bệnh viện Tào Lao, Trà Bí Đao, Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chuyện bên đây. Còn đây là Lip Pro, chai nóng và chai lạnh, 135.000 một chai, chai đồ mỏi vai gáy, 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn đã nhiều. Ở bên kia là Sỉnh Sỉnh và Mã Cha So hợp tác với nhau nha các bạn. À, sau khi đối đầu với Sỉnh Sỉnh, Mã Cha So đã bị ship càng. Còn hiện tại bây giờ Mã Cha So sẽ đứng bên Sỉnh Sỉnh như thế này đây. Còn bên đây là Quang, Messi, Sơn Già và Dũng Gia. Các bạn hãy chờ xem Sỉnh Sỉnh có gồng gánh Mã Cha So nổi hay không. Lại là Quang, Messi đội bóng ra ngoài, đỡ bóng ra ngoài. 1-0. Quá khó cho Mã Cha So và Sỉnh Sỉnh. À, kèo này thì Sỉnh Sỉnh đứng bên nghịch nha các bạn, tại vì Mã Cha So đứng bên nghịch không được, cho nên kèo này mất phát huy tác dụng của Sỉnh Sỉnh rất nhiều. 1-0. Lại là Mã Cha So đội bóng ra ngoài. Hai một, Mã Cha So vô hàng. Quá hay cho Sơn Già. Lại là cái chân của Sơn Mã Cha So quá tệ rồi, thật sự cái chân của Mã Cha So. Cặp chân của Mã Cha So hiện tại bây giờ có thể nói là liệt vào những cặp chân hay nhất của Sài Gòn hiện tại bây giờ. 3-1. Cặp chân của Mã Cha So út đẹp trai. Lại là Sơn Già nữa rồi, phá quá nữa rồi. 2-3. Bi bay. Bóng tốt trong sân. Năm ba. Kèo này là thể lực nha các bạn. Mã Cha So sẽ rất đuối. 4-2. Hiện tại bây giờ thời tiết rất đẹp, mát mẻ, bầu trời rất trong sáng. Quýnh thầy lật em rồi chứ. Chuyện khó lắm trời ơi, chuyện nghịch bên em Dũng chuyện khó nói vậy. Lại là Sơn Già phá nữa rồi. 3-4. Bay bull. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
4 đều. Qua Messi đội bóng ra ngoài. Bốn đều. Quá hay cho Dũng Dạ. Đang tiếc cho anh Messi đội bóng ra ngoài. 5-4. Mã Cha So và Sinh Sinh đang dẫn lên 5-4. Ba quả liên tiếp. Sáu bốn. Sáu. Sáu bốn. Sáu bốn. Bảy bốn. Bảy bốn. Quay cho Mã Cha So. Tám ba đổi sân. Tám bốn xin lỗi các bạn. Tám bốn đổi sân. Mình có kiểu đó chơi anh. Cái này. Tám bốn đổi sân. Lại là một pha phá bóng hơn đẹp trực tiếp rồi của Sinh Sinh. 9-4. Năm chín. Và kết thúc tốt của Juan Messi. 5-9. Mười năm. Mười năm. Mười một năm. Có thể nói Mã Cha So đứng cùng cả với Sinh Sinh. Mã Cha So phát huy tác dụng quá ghê các bạn ơi. Thu gọi. Thu gọi. Mười một năm. Đang tiếp cho Sinh Sinh bóng ra ngoài. 6-11. Ừ.
Mã Cha Cho. Rất vui mừng được đứng với Xinh Xinh các bạn ơi. 7/11. Các bạn hãy chờ xem clip của Mã Cha So đối đầu với Xinh Xinh ra sao nha các bạn. Còn Mã Cha So được đứng đầu và đứng chung với Xinh Xinh. Mã Cha So rất vui. Hỏi cơm tám mười một tới công chuyện rồi. Tám mười một lại là một pha phòng thủ không tốt của Messi. 12-8. Từ dạo khi Hoàng Messi lên xe bông xe hoa, anh ấy phong độ không còn được như ngày xưa nữa rồi. Sau khi anh ta hưởng từng dập mặt, thể lực rất xuống. Mười hai tám. Cái chân của Mã Cha Cho quá ghê. Cái chân của Mã Cha Cho, cái chân của Mã Cha Cho thật sự quá ghê các bạn ơi. Thật sự cái chân của Mã Cha Cho quá ghê. Không còn gì để nói cái chân của Mã Cha Cho. Có thể nói cặp chân của Mã Cha Cho hiện tại là một trong những cặp chân hay nhất của Sài Gòn miền Nam hiện tại bây giờ rồi các bạn ơi. Có thể nói cặp chân của Mã Cha Cho quá ghê rồi. Một pha xoáy phải quá khó. 3-8. Bốn tám. Chín bốn. Sơn già quá xây chuyền nữa hả? Trời ơi. Vậy giờ chọn ai ba người? Nói chung là chọn ta đi, không cần đâu á. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Mã Cha Cho và Xinh Xinh vào bờ quá an toàn. 15-9. Thật sự Mã Cha Cho phong độ sau khi đứng bên Xinh Xinh các bạn ơi. Mã Cha Cho quá tuyệt vời, hưng phấn quá lên sau khi đứng chung với Xinh Xinh. Nãy sau khi chưa vậy đi.